đâu? À, mới qua không chờ rồi, đã qua rồi. Khí hậu Sapa luôn mát dịu, khách du lịch thích thú với những áng mây luộc qua lượn lại trong từng ngõ ngách của chòm cây kẻ đá hay áp vào mình khách tham quan rồi bán nhanh vào phía trời xa. Lúc này đoàn đã có mặt ở Hàm Rồng và phô trương lực lượng diễn hành đến sân mây. Dãy hành lang đến sân mây có lối đi hẹp, khi bước vào đây ta có cảm giác như vào địa đạo của cung trời nào đó. Thoát nhanh ra ngoài, lên đỉnh Sapa ta sẽ nhìn được toàn cảnh ở phía dưới thị trấn Sapa và những cụm mây bay lạ lạ ở phía chân đồi. Phóng tầm mắt xa hơn là dãy Hoàng Liên Sơn cao ngất, mây luôn vây phủ. Thank you.
chưa quý vị, thì giờ đây chúng ta đang đứng ở đây là Săn Mây, cũng là một điểm du lịch của Sa Pa. Và bên tay trái của con đây là đỉnh Hoàng Liên Sơn và có đỉnh Phan Xi Păng 3.143m. Mới là trưởng đoàn để bắt đầu An Giang đến Sa Pa không à? Dạ thưa anh, tôi cũng không phải là trưởng đoàn, tôi chỉ dắt đoàn đi thôi anh. Đây không ai trưởng nha anh. Kiếm tốn, kiếm tốn. Có anh Ba Thành mình thay thế đi. Đấy, à, quên giới thiệu. Đây là có phụ là cảm bộ trưởng của đoàn. Ông đã làm rồi ở đây coi coi chưa ai nè. Mình dỗ sáu đi. Cấm nghỉ. Đến Săn Mây như thế nào cô ba? Tôi nha, năm nay tôi mới 55 tuổi rồi mà đến đây được lần thứ nhất công nhận quá đẹp. Cảm tưởng tôi rất là thích thú mà cũng là thôi nó cũng vừa bụng lắm rồi. Dạ. Mà thấy lên đây như thế nào cô? Mát mẻ hay là sao? Mát mẻ. Rồi cho chạy vô đây đi. Chú ơi, chú có thể cho con được biết tên cụ thể chú là gì? À, chú tên là Nguyễn Hùng Phước, năm nay 55 tuổi. Dạ, chú Phước ơi, hiện tại là chú đang đứng trên đỉnh Chân Mây. Như vậy thì cảm giác của chú như thế nào khi được đứng trên cái vị trí là cao để có thể nhìn ngắm được cái không gian thành phố của Sa Pa? Cái cảm giác trước hết là rất thoải mái, không có biết tả như thế nào. Và bây giờ chú đã từng thấy trên phim, trên ảnh, nhưng mà ở đây cái thực tế trước mắt mình thì nó quá sức tưởng tượng, nó quá hùng vĩ. Dạ rồi, còn gì không hả chú? À, thôi, ít được dạ thôi. Dạ rồi, cảm ơn chú. Đôi tay quý vị. Kính thưa quý vị, đây là đoàn An Giang và chưa từng đi đến đây, và khi đến đây là hôm nay là mắt thấy, còn tai nghe. Đấy không, rồi có rờ đúng chưa? Đúng rồi, đúng đây nè. Đúng rồi. Này, đúng không? Thôi chúng ta là quan hình cảnh đẹp đây này, một chàng có tay. Thật lớn như vậy. Thôi xin bà con xin xuống. Lối đi lên Săn Mây hẹp lại chỉ vừa đủ cho một người đi. Luồn lách qua mấy đoạn cong queo, chúng tôi đã có mặt đầy đủ trên Săn Mây. Đứng trên Săn Mây tha hồ mà ngắm nhìn phố chợ thị trấn Sa Pa và như gom nhỏ trong tầm mắt. Nhìn ngắm đã chán, anh em xuống núi về khách sạn nghỉ ngơi và mua sắm. Khi đêm về, đoàn cũng dành ít thời gian ra chợ tình xem sao. Tôi lụm cụm phải ở lại giữ phòng nên chẳng biết gì về chợ tình Sa Pa, và đành hẹn lại lần sau cho có chuyện.